Bảo tàng Điêu khắc Chăm thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố và khai mạc phòng trưng bày văn hóa Chăm. Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã chính thức được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố vào ngày 11 tháng 1 năm 2021. Bảo tàng là nơi lưu giữ trưng bày bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tôn giáo tiêu biểu từ thế kỷ 5 đến khoảng thế kỷ 14-15 trước công nguyên của nền văn hóa Chăm, trong đó có 6 bảo vật quốc gia. Bên cạnh đó, tòa nhà bảo tàng còn là một công trình độc đáo, có bề dày lịch sử, kết hợp giữa phong cách kiến trúc Pháp và nét kiến trúc đặc trưng của các đền tháp Chăm trên dải đất miền Trung. Việc xếp hạng không chỉ khẳng định sự ghi nhận xứng đáng của thành phố đối với những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật quý giá mà bảo tàng đang lưu giữ, giới thiệu đến công chúng, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích theo luật di sản văn hóa. Dịp này, bảo tàng cũng khai mạc phòng trưng bày văn hóa Chăm với 6 chủ đề chính và trên 150 hiện vật, với các phương pháp trưng bày mới về bục bệ, ánh sáng, bối cảnh để giúp du khách có trải nghiệm tham quan ấn tượng, sinh động về đời sống văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm.